Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 19 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến hai người chết. Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra trên quốc lộ 15 đoạn qua huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Vào khoảng 0 giờ cùng ngày, tài xế Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1996, chú huyện Hương Khê Hà Tĩnh, điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 38G 001XX di chuyển trên quốc lộ 15 hướng thị trấn Hương Khê đi ra hướng Bắc. Khi đến khối 3 thị trấn Hương Khê, ô tô khách xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 38B1 298XX chưa rõ người điều khiển đi theo hướng ngược lại. Theo lãnh đạo thị trấn Hương Khê, vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên ngồi trên xe máy gồm Mai Trung Tê và Nguyễn Quang Vê cùng chú xã Hương Đô, huyện Hương Khê gặp nạn. Trong đó, nạn nhân T tử vong tại hiện trường, Nguyễn Quang Về tử vong tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hồi đầu tháng 6, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết tại chỗ. Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Thời điểm trên, chiếc xe tải chở lợn trong quá trình rẽ vào cửa hàng xăng dầu thì va chạm với xe cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe tải chở lợn bị hất sang làn bên cạnh và tiếp tục va chạm với xe tải chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến ba người trên xe tải chở lợn chết tại chỗ, hai thi thể mắc kẹt trong cabin. Cả ba nạn nhân được xác định trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, xảy ra trọng án khi anh họ dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng người em tử vong. Hai con nhỏ 4 và 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được xác định là ông Lê Hồng Tê, 50 tuổi, nghề sửa xe, bà Phạm Thị Phờ, 42 tuổi, cùng chú thôn 4, xã Nghĩa Gióng, thành phố Quảng Ngãi. Thi thể người vợ được phát hiện ở trong nhà, còn thi thể người chồng ở ngoài vườn, trên người còn dính một con dao. Hai con ông Tê là cháu Lê Hồng Nhờ Y, 6 tuổi, và Lê Hồng Trờ Ngờ, 4 tuổi, bị đâm nhiều nhát, bị thương nặng, người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, đến khoảng 7 giờ 15 phút, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được nghi phạm sát hại nạn nhân khi đang lẩn trốn sau vườn. Nghi phạm tên LDT, 47 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Liên quan sự việc này, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đối tượng gây án là anh con bác của chủ nhà. Nguyên nhân ban đầu đối tượng này khai do mâu thuẫn liên quan đến đất đai nên đã ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đó, mâu thuẫn giữa ông LDT với anh Lê Hồng Tê đã âm ỉ từ lâu. Trong ngày 18 tháng 6, Tê đã đi từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, Tê đột nhập vào vườn nhà anh Tê và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án. Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết đang uống cà phê gần đó, nghe tiếng hô lớn, chạy sang nhà ông Tê xem và phát hiện vụ việc. Người dân sau đó đã đưa hai cháu bé đến cấp cứu và khoanh vùng tìm kiếm kẻ ác. Một người dân khác cho biết khi phát hiện sự việc, mọi người đều kinh hãi khi đến hiện trường. Khắp nhà đầy vết máu, anh Tê dù bị thương nặng vẫn cố lao ra khỏi nhà kêu cứu, cứu, sau đó tử vong. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 18 tháng 6, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông tin về loại ma túy cực độc có tên gọi là fentanyl. Theo C04 Fentanyl đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước. Năm 2023, nước Mỹ ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong từ 18 đến 45 tuổi do sử dụng fentanyl quá liều. Đại diện C04 thông tin tại buổi họp báo, người sử dụng không có kinh nghiệm rất dễ tử vong vì họ không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu. Số người nghiện ma túy ở nước ta còn cao. Theo thống kê toàn quốc, có gần 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn. Hiện công tác giám định chưa phát hiện fentanyl và các chất dẫn xuất của nó được thu giữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy này từ châu Mỹ sang khu vực châu Đại Dương và lan rộng sang châu Á, việc xuất hiện loại ma túy này tại khu vực và Việt Nam là tất yếu. C04 dự đoán sẽ sớm xuất hiện chất ma túy nhóm fentanyl 1 trong khu vực và Việt Nam và để phòng tránh hiểm họa fentanyl, chưa hết cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại của hiểm họa ma túy, cảnh giác cao với các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc như cỏ mỹ, bóng cười, vân vân. Theo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC, fentanyl là một loại thuốc viện tổng hợp mạnh được ước tính có tác dụng mạnh hơn heroin 50 lần và mạnh hơn morphine 100 lần thường được gọi là thuốc sát sống. Tại Mỹ, fentanyl được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như xứ trắng, heroin tổng hợp. Đôi khi chúng được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocaine hoặc heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa fentanyl giả. Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc viện, được sử dụng có kiểm soát kê theo đơn trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm, bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi, đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da. Tuy nhiên, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Việc sử dụng fentanyl được điều chế bất hợp pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều vì những sản phẩm này không được kiểm định chất lượng, hàm lượng, có khi chỉ một lượng cực nhỏ đã có thể gây tử vong cho người sử dụng không chỉ uống hoặc tiêm trích fentanyl và các dẫn xuất mới gây nguy hiểm. Trong một số trường hợp, chỉ cần vô tình hít phải hoặc để dây ra tay hoặc các niêm mạc mắt, mũi, miệng cũng gây nhiễm độc cho cơ thể. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, khả năng fentanyl gây tử vong cho người cao hơn nhiều lần so với heroin. Việt Nam đã đưa fentanyl vào danh mục 2, các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại nghị định số 57 của chính phủ. Hiện nay, cơ quan kiểm soát ma túy quốc tế INCB đã ghi nhận sự xuất hiện của hơn 150 chất có liên quan đến fentanyl nhưng không có ứng dụng về mặt y học. Cơ quan liên hợp quốc về ma túy và tội phạm UNODOC cũng ước tính các phòng thí nghiệm có thể đã tổng hợp ra hàng trăm chất tương tự fentanyl. Bên cạnh đó, C04 phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan quản lý thị trường, công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam và việc xuất nhập khẩu, lưu thông, kê đơn, sử dụng thuốc chứa fentanyl trong điều trị. Chiều ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang khiến 3 người tử vong. Theo đó, công an tỉnh Bắc Giang đã xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết ở thành phố Bắc Giang là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa bị quá tải gây chập cháy. Cơ quan công an cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh tầng 1 có nhiều vật dụng là đồ nhựa. Do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1 khi cháy các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở các nạn nhân dẫn đến tử vong. Trước đó, hồi 3 giờ 41 phút ngày 16 tháng 6, xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám đường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, do chị DTH sinh năm 1981 làm chủ hộ. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Bắc Giang và lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm chị DTH và anh NVN sinh năm 1977 và cháu LAN sinh năm 2016, con trai chị H. Vụ cháy khiến một xe đạp điện, một máy giặt ở tầng 1 và giường tù ở phòng ngủ tầng 2 bị thiêu rụi. Qua vụ việc trên, công an thành phố Bắc Giang cũng khuyến cáo các hộ gia đình tự kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt, kịp thời thay thế hệ thống điện đã cũ nát, đảm bảo an toàn, không gây quá tải dẫn đến chập cháy trong quá trình sử dụng các thiết bị. Cũng theo cơ quan công an, các hộ gia đình cần quản lý tốt các nguồn nhiệt, không để sự cố cháy nổ xảy ra.